Lát nữa 9 giờ, Cố Thừa Võ và Đông Hưng sẽ tiến hành giao dịch cocaine ở bến Tàu Tảo và Khanh Tây Cống. Dựa theo tình báo của Interpol, bá khí của Đông Hưng sẽ không xuất hiện. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội bắt giữ Cố Thừa Võ. Lát nữa ba người cải trang làm người liên lạc của Đông Hưng, tiếp xúc với Cố Thừa Võ, tin tức của người chỉ điểm và chi tiết hành động mọi người đọc cho kỹ. Hắn ta sẽ lên cano bến Tàu Tỏa Hòa Khanh Tây Cống nhận hàng. Đợi hắn lên tàu kiểm tra thì lập tức bắt. Nghe rõ. Tàu sẽ tới đúng giờ. Bây giờ tôi đang tới phòng đăng ký khai tử. Hẹn gặp ở Columbia. Ok. Chúng tôi Đông Hưng. Chủ nhật, trận thứ 3, số 276. Trận thứ 6, số 539. Cả thế giới chuẩn bị. Phong tỏa, bắt người. Cảnh sát, đứng yên. Đi. Cứ tưởng đâu anh ở Nam Mỹ kinh nghiệm dày dặn sẽ rất khó bắt. Không ngờ lại hợp tác như vậy. Tôi là thương nhân đàng hoàng, đương nhiên phải cảnh giờ hợp tác rồi. Có mấy thùng cocaine bị tôi bắt quả tang. Anh không muốn hợp tác cũng không được. Nghe nói cảnh sát Hồng Kông nổi tiếng hiệu quả cao. Có phải là bây giờ lấy lời khai không? Tôi đang bận lắm. Dạ anh về. Cảnh sát Hồng Kông, lập tức xuống xe. Xuống xe, mở lên. Xảy ra chuyện Giờ gì? Giờ lên, quay người lại. Có manh mối. Ông đã bị bắt. Đứng lại, đứng lại. Chẳng phải anh nói đang bận sao? Bây giờ anh không nói không rằng anh muốn chơi trò chứ gì? Không cần nóng. Tất cả tin tức đều nằm trong tay chúng ta. Cứ ngồi chơi với hắn đi. Sếp. Hồng Kông là cảng tự do. Bột mì chuyển ra chuyển vô đâu có phạm pháp. Có thể thả người rồi chứ? Đưa anh ta ra ngoài làm thủ tục. Tạm biệt. Tôi sẽ đích thân tới Hồng Kông thay thế vào vị trí này. Tất cả chi tiết đã sắp xếp xong, cứ làm theo kế hoạch đi. Được. Tất cả vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Bạn cần gì? Kế hoạch có thay đổi. Chuyến hàng tới sớm một ngày, rồi đợi lệnh của tôi.
Ok. Ok. Chúng tôi là Đông Hưng. Tôi nghĩ từ đầu Cố Thừa Võ đã biết bản thân bị tổ chức bắn đứng, cho nên đã dùng chiêu trộm long tráo phụng, đánh tráo số cocaine đó đi, sau đó trả lại cho Hunter gấp 10 lần tiễn hắn lên đường. Trước khi Hunter bị bắt, đã gửi một tin nhắn ra ngoài, ra lệnh truy sát Cố Thừa Võ. Cảnh sát chạy tới hiện trường, chỉ nhìn thấy xe của hắn, thi thể của một tên sát thủ và một đống vỏ đạn. Nhưng Cố Thừa Võ thì biến động bất dạng. Hắn đã tính sẵn rồi, tóm lại hễ NB thả ra, hắn sẽ rút lui an toàn, lên máy bay đi. Nhưng mà hắn không ngờ là Hunter không buông tha hắn thôi. Bây giờ hắn đã giết người, không thể xuất cảnh theo đường chính thống. Rất có thể hắn sẽ lẩn trốn, tạm tránh căng thẳng, rồi tìm cách bỏ trốn. Chúng sẽ không buông tha Cố Thừa Võ, nhất định kêu đám sát thủ Nam Mỹ thủ tiêu hắn. Hunter là nhân vật số 6 trong giới lãnh đạo của Liên minh Order. Lần này anh bị bắt được con cá mập, hoàn thành được kế hoạch, thuận lợi kết án rồi. Con cá lọt lưới Cố Thừa Võ này sẽ chính thức giao cho Ô Ký chúng ta theo dõi. Nhưng con cá lọt lưới này không phải là con cá tầm thường, là một con cá mập ăn thịt người có độ sát thương cực cao. Lần trước hắn bị sát thủ truy sát, bây giờ giết người, bị cảnh sát chúng ta truy đã. Hắn nhất định trốn rất kỹ, không dễ gì moi được hắn. Cố Thừa Võ là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cấp trên đã ra lệnh phải mau chóng moi hắn ta ra. Trong ngành cảnh sát, người biết rõ Cố Thừa Võ nhất là cậu. Cho dù hắn lặn xuống đáy biển, tôi tin chắc cậu cũng có thể bắt được hắn.